tôi toàn thể tất cả quý vị. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm của đại sĩ Thanh Sơn tình khúc được băng tin về hương 2024 và 138 năm ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 nhưng mà còn trải nghiệm nét văn hóa độc đáo. Các món ăn sẽ mang lại hương vị truyền thống. Và xin kính thưa quý vị, đến với buổi lễ khai mạc ngày hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp và hân hạnh đến tất cả quý vị lễ hội ẩm thực non sông thống nhất, không gian văn hóa ẩm thực Huế, miền đất nước Việt Nam, Huế, Sài Gòn, Hà Nội, qua nền những cảm xúc tinh thần, qua từng miếng bánh, từng hương vị quen thuộc đến với những vùng đất cố đô, và đặc biệt đến với không gian ẩm thực sôi động của Sài Gòn sẽ mang đến cho quý khách nhiều món ngon đặc biệt miền Nam, hay là bánh tráng nướng. Ngoài ra không thể thiếu các món ăn đặc trưng dân dã của miền Tây như bún mắm, bánh đúc nóng, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực độc đáo và đa dạng vân vân. Và đặc biệt ngoài ra lễ hội còn có sự tham gia của các nghệ nhân ẩm thực kỷ niệm 160 năm ngày thành lập Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Quy mô gian hàng chưa đáp ứng hết nhu cầu cho du khách. Ban tổ chức lễ hội đã đưa ra các phương án giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy được giải quyết kịp thời. Xin kính thưa quý vị, một tràng pháo tay nhiệt liệt của anh Trung. Xin kính thưa quý vị. Tới hoàng quá. Chưa vô mấy chị biết lâu chứ nữa. Ok, chị đi đâu đi đi. Hãy subscribe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.